Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái mẫu laptop vô cùng nhỏ gọn luôn. Màn hình chỉ có 12.5 inch mà thôi. Đó, đây chính là mẫu Dell Latitude E7280. Và cái mẫu laptop này thì cũng giống như bao nhiêu mẫu laptop Dell siêu bền nữa thôi. Và chúng ta sẽ bẻ được 180 độ ra như thế này. Đấy, và chúng ta có thể sử dụng laptop một cách rất là thoải mái luôn. Con này thì cực kỳ là nhẹ nhàng và mình thấy là cấu hình cũng ở mức độ rất là tốt ở trong cái tầm giá. Ví dụ như là với mức giá 9.290.000 đồng cho phiên bản cấu hình là Core i5-6300U, RAM 8 SSD 256, thì như thế này mình thấy là ổn đấy chứ, đúng nào. Nếu các bạn mua hàng qua kênh Dương Dê cho bất kỳ mẫu laptop nào các bạn mua tại TinFast, không chỉ riêng gì mẫu laptop này, các bạn cũng sẽ được giảm luôn 300.000 đồng trừ thẳng trực tiếp vào giá. Nghĩa là giá bây giờ sẽ còn là 8.990.000 đồng, nghĩa là coi như là dưới 9 triệu. Trời ơi, dưới 9 triệu cho một cái mẫu laptop mình đánh giá là có một thiết kế khá là đẹp đấy. Đây, cái màu đen này của nó là nhìn tương đối là quyền lực này. Đấy, và khi mà chúng ta mở cái mẫu laptop này ra thì các bạn sẽ thấy đó là cái bàn phím này độ ấn rất là sướng, độ đàn hồi cao và có đèn nền như là MacBook. Thêm nữa đó là cái mẫu laptop này thì nó cũng sẽ có cả cảm biến vân tay ở đây nữa nhé các bạn nhé. Mình thì chỉ có đúng một cái điều mà mình không hài lòng ở trên cái mẫu laptop này, đó là cái phần vỏ này của nó này. Nó là mặc dù nó là vỏ nhám nhưng mà nó để lại rất là nhiều mồ hôi dấu vân tay. Mình không thích cái điều này. Dùng về lâu về dài nó sẽ tương đối bẩn. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là các bạn vệ sinh thì nó cũng sẽ dễ dàng thôi, cũng không đến mức độ khó khăn đâu. Đấy, còn cầm lên thì cực kỳ nhẹ, các cổng kết nối khá đầy đủ, có cả cổng USB Type-C để kết nối nữa này. Đấy, nếu mà so sánh sang với cái con MacBook Pro mà mình đang dùng bây giờ thì MacBook Pro không có cổng HDMI này, không có jack cắm USB luôn. Đấy, nhưng con này thì các cổng kết nối là rất là đầy đủ, tươm tất, có cả khe cắm thẻ SD ở đây nữa này. Và bây giờ thì admin Kha sẽ nói chi tiết hơn cho các bạn về cái mẫu laptop này. Đấy, và chú ý là họ bên TinFast ấy thì họ cũng sẽ có thêm rất là nhiều những cái option khác cho các bạn nhé. Ví dụ như ở đây, đây, mình sẽ chọn những option khác, nó sẽ lệch thêm khoảng một vài triệu nữa thôi. Các bạn có thể tùy chọn cả phiên bản Core i5 thế hệ thứ 7 luôn, Core i5 7300U hoặc là Core i7 thế hệ thứ 7 luôn, Core i7 7600U luôn. Đấy, tất nhiên mức giá nó sẽ chênh lệch khoảng một vài triệu rồi. Đấy, thì các bạn sẽ xem là như thế nào và gọi điện trực tiếp đến TinFast Laptop thì anh Tuấn ở bên TinFast Laptop anh sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn. À, và có thêm một cái điểm nữa đấy là ở trên website bây giờ mình thấy là bên TinFast họ chưa sửa, họ đang ghi sai đấy. Đấy là mặc định với mức giá là khoảng dưới 9 triệu là các bạn đã mua được cái phiên bản màn hình là Full HD rồi nhé các bạn nhé. Chứ không phải là thêm 500 nghìn để lên Full HD đâu. Không cần phải thêm bất kỳ một xu nào cả. Đấy, mặc định là có luôn màn hình Full HD rồi. Và thêm nữa đó là màn hình này là màn hình 12.5 inch. Rất là nhỏ gọn để cho các bạn có thể đút được vào cốp xe máy được luôn. Và thêm nữa đó là với cái màn hình này thì nó là màn hình chống chói, chúng ta sử dụng thì không phải lo lắng cái gì cả. Đấy, không sợ là nó bị bóng đâu. Ví dụ như ở đây, trước mặt các bạn là hai cái bóng đèn Kino rất là sáng này, nhưng mà mình nhìn vào đây thì cũng thể cảm thấy bình thường, nó không bị lóa. Đấy, thì đấy chính là cái ưu điểm của màn hình chống chói. Giả sử như các bạn sử dụng ở những nơi mà nắng nó rất là gắt thì cũng không phải lo lắng đến cái điều đó. Mang ra quán cà phê mà họ mở cửa toang hoang ra thì cũng không phải lo lắng cái gì đến cái chuyện là bị bóng hay là bị chói thì vào màn hình đâu. Đấy, bây giờ thì admin Kha sẽ đánh giá chi tiết hơn cho các bạn. À, và cái số tiền mà các bạn bỏ ra đấy là đã bao gồm cả cái chi phí bảo hành bảo dưỡng trọn đời cho cái mẫu laptop này, cũng như là cái chi phí đó là cũng là cái chi phí cho Win bản quyền cho nó rồi đấy nhá. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá chi tiết của mình đối với lại chiếc laptop Dell Latitude E7280 này. Thật sự rằng là chiếc máy này nó đang có một mức giá rất ngon trong cái mức cấu hình mà so với lại cái mức cấu hình mà nó cho ra. 9 triệu đồng nha, các bạn sẽ có ngay một con chip Core i5 thế hệ xương 6, 6300U. Đây là một con chip mà cách đây khoảng 3 năm về trước, mẹ mình đã từng mua một cái chiếc laptop cũng thuộc cái dòng hình như Imprison chứ không phải là Latitude. Thì cái chiếc máy đó nó cũng thuộc cái dạng là làm văn phòng thôi. Và nó có mức giá vào thời đó lên tới là khoảng 17 triệu đồng. Đó, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì với một cái mức cấu hình như thế này vẫn được xem là rất tốt nha các bạn. Đó, thậm chí là các bạn vẫn có thể là chỉnh sửa video hay cũng như là có thể là Photoshop ảnh cũng được. Thì rõ ràng với một cái mức cấu hình trong phân khúc giá khoảng 9 triệu như thế này, nó thật sự rất là bá đạo rồi. Đó, nếu như mà các bạn muốn mua một chiếc máy để làm văn phòng thì chiếc máy này nó đã có cho chúng ta là một cái tính di động cực kỳ. À, và cái bản lề của nó thì cũng có thể là mở được 180 độ như thế này các bạn nhé. Giúp cho chúng ta trong cái quá trình mà thực hiện những cái tác vụ trình chiếu ấy, thì nó cũng sẽ là có được cái không gian tốt hơn. Thì với một chiếc máy như thế này, nó sẽ được làm từ hợp kim magie bao bọc hết tất cả luôn. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ một cái lớp nhung như thế này các bạn nhé. Sờ vào thì rất là mềm miệng. Và nếu như mà chúng ta nhìn chính diện ấy,
thì cũng rất khó mà có thể thấy được là những cái dấu vân tay và mồ hôi nó bám trên này. Đó, đây cũng là một cái ưu điểm mà cái chiếc laptop này nó có về cái mặt thiết kế. Hộp kim Manier thì nó sẽ đi kèm với một cái độ bền đạt tiêu chuẩn quân đội ST810G. Đây là một điều mà rõ ràng trên những chiếc laptop dòng Datitu của Dell nó đều có cả. Mình thì mình cực kỳ thích Dell ở chỗ này. Đã nhắc tới Dell là chắc chắn 100% là ai cũng sẽ nghĩ rằng là rất bền đúng không nào. Đó. Và cái chiếc laptop này nó có cho chúng ta là một cái kích thước màn hình 12.5 inch thôi cho một cái độ phân giải là Full HD. Xét trên mặt bằng chung thì bạn sẽ thấy rằng là cái chi tiết nó cho ra cực kỳ tốt. Và tấm nền của nó cũng là cái tấm nền IPS LCD cho một cái góc nhìn rộng lên tới là 178 độ. Còn về chất lượng màu sắc trên con này thì nó sẽ đi theo hướng trung thực chứ không phải là theo hướng rực rỡ kiểu giải trí. Thì nói chung là mình vẫn đánh giá tốt về cái chất lượng màu sắc của cái con này thôi. Về cái chất lượng chi tiết thì gần như nó đã được gọi là mát trong cái phân khúc giá này rồi. Còn về phần cấu hình thì chúng ta sẽ có 3 cái option như sau. Đầu tiên thì với mức giá dành cho con chip Core i5-6300U thì chỉ có là 9.290.000 đồng. Như vậy thì sau khi các bạn nhập mã nhân G300 thì các bạn chỉ còn 9 triệu tròn cho cái chiếc máy này thôi. Và khi mà chúng ta muốn nâng cấp lên cái mức cấu hình là Core i5-7300U thì chúng ta sẽ là bù thêm khoảng 1 triệu. Và Core i7-7600U thì chúng ta sẽ bù thêm khoảng 1,5 triệu. Nhưng mà nếu như các bạn muốn tiết kiệm nhất ấy, thì mình nghĩ rằng là 6300U nó thật sự rất là đầy đủ rồi. Đặc biệt là đối với những bạn nào là sinh viên hoặc là nhân viên văn phòng, cố lắm thì mua được con này, rõ ràng là nó cho ra một cái trải nghiệm rất tốt rồi. Thật sự không có gì để chê cả. RAM 8GB và chuẩn DDR4, cùng với đó là ổ SSD 256GB. Còn gì tuyệt vời hơn nữa nè, về phần cấu hình mình không thể chê được, màn hình cũng thế. Tiếp đến đó chính là về phần bàn phím. Mình hơi bất ngờ nha, thật sự là hơi bất ngờ khi mà trải nghiệm một cái chiếc máy nó vừa nhỏ gọn mà cũng như là được xem khá là mỏng trong phân khúc giá này. Thì cái hành trình phím của nó cho ra cũng rất là tốt đối với lại một chiếc laptop các bạn nhé. Chứ xét như là những cái bàn phím cơ kia nó lại hơi quá đúng không nè. Mà từ trước giờ cũng chưa ai mà xét theo kiểu đó cả. Hành trình phím tốt nè, cảm giác gõ cũng rất là tốt. Và con này nó hỗ trợ chúng ta là đèn LED nền. Các bạn vẫn có thể là tùy chỉnh được cái phần đèn LED của cái bàn phím này tùy theo cái mức cấp độ mà các bạn cảm thấy là dễ chịu nhất khi mà sử dụng nó trong bóng tối. Và còn về phần touchpad thì nó sẽ đi theo một cái dạng nhám. Khi mà nó ra mồ hôi nó cũng không quá riết, nhưng mà trong quá trình trải nghiệm bình thường thì mình thấy rằng là nó hơi cộm tay. Thì đối với cá nhân mình, cơ bản thì mình thấy nó không quá khó chịu thôi. Nhưng mà mình thì mình lại thích cái kiểu nó trơn láng hơn. Và trong phân khúc giá này thì chúng ta cũng chưa thể nào đòi hỏi được một cái phần touchpad nó trơn láng như thế được. Ở đây thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái cảm biến vân tay nữa. Và nếu như các bạn nào khi mà mua test máy muốn sao cho nó, muốn mà cho nó đảm bảo được an toàn nhất thì các bạn cũng nên test cái phần cảm biến vân tay này xem nó có nhạy, nó có mượt hay không các bạn nhé. Đó, cảm biến vân tay thì cũng là một điểm sáng giá trên chiếc laptop này, cho nên là chúng ta cũng đừng bỏ qua. Rồi, tiếp đến là về phần cổng kết nối. Con này thì nó vẫn được trang bị rất là đủ các cổng kết nối luôn. Đầu tiên thì ở bên phải chúng ta sẽ có là một cổng khóa Kissinger này. Đó, kế tiếp sẽ là một cổng mạng LAN này, rồi là một cổng USB 3.5 này. Cùng với đó là một khe cắm thẻ nhớ micro SD và một khe lắp đĩa SIM này. SIM này thì nó gọi là SIM dạng đồ cổ rồi các bạn à, cho nên mình nghĩ nó cũng không thật sự là cần thiết lắm đâu. Đó, lúc trước thì cần chứ mà bây giờ thì ai mà dùng SIM trên laptop nữa đúng không nè. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có thêm đó chính là một jack tai nghe 3.5. Ở bên trái thì chúng ta sẽ có là một cổng sạc này, rồi là một cổng Thunderbolt này, rồi là một cổng HDMI và một cái cổng USB 3.0 nữa. Đó, như vậy là hết rồi. Về cổng kết nối thì nó cũng rất là đầy đủ thôi. Phải gọi là nó phục vụ rất là tốt các tất cả các nhu cầu văn phòng ở thời điểm hiện tại luôn các bạn à. Không có gì mà chúng ta phải đắn đo về cái chiếc laptop này. Tại vì dòng Latitu thì 100% nó đi theo hướng về dành cho những người văn phòng thiên về cái tính di động rồi. Cho nên là các bạn cũng không cần phải quá đắn đo đâu. Về phần pin thì con này vẫn có thể trải nghiệm đủ trong vòng từ 4 đến 6 giờ tùy theo cái tác vụ các bạn sử dụng. Nhưng mà nhìn chung đây là một cái trải nghiệm rất tốt cho một chiếc máy cũ rồi. Và cùng về phần loa, đây cũng là một điểm mà các bạn cũng nên test để xem là trong quá trình sử dụng của cái chủ trước ấy, sau một khoảng thời gian sử dụng như thế thì nó đã bị rè chưa. Nhìn chung thì tổng thể cái chiếc máy này nếu như các bạn mua tại laptop tiếng Pháp và sau khi các bạn test chất lượng thấy là mọi chức năng nó đều ổn thì thật sự nó cho ra một cái gì đó rất là hời. Không có gì để chê về cái chiếc laptop này trong phân khúc giá, đặc biệt là khi nó thuộc cái dòng máy cũ. Cho nên ấy là thứ nhất, cấu hình của nó đã tốt hơn so với những chiếc máy mới ở thời điểm hiện tại rồi. Cái thứ hai đó chính là hình như là mọi thứ nó đều tốt hết các bạn à. Không có gì để chê được. Mặc dù là một con chiếc máy cũ thôi nhưng mà laptop tiếng Pháp họ tìm lựa ra những cái con máy rất đẹp và gần như là mới 100% ấy. Ôi, rất đẹp các bạn à. Và còn các bạn nghĩ sao về chiếc laptop Dell Latitu E7280 này? Thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.